Dạ, yeah, mình là lễ Phật thuyết ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Xin chào. Dạ, ok rồi, là hôm bữa là mình đã xong được cái phần mình đang dịch từ tiếng Pali sang tiếng Việt về cái phần dạ, bài tập thứ năm ở cái danh từ nam tính mà ở vị ngữ Ý. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình dịch hết mấy cái này. Dạ, như hôm trước thì mình đã dịch xong hết được câu thứ 8 rồi phải không ạ? Dạ phải thầy. Dạ, câu thứ 7 hả? Dạ câu số 8 là trò dịch câu số 8 rồi. Rồi, rồi, ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục thành câu số 9. Câu số 9 là tâm hề udachi hi kỳ lạc thác. Dạ, bây giờ mời chị Dạ thưa Thúy. thầy, trước khi mình bắt đầu câu 9 thì cho trò hỏi lại cái câu số 8 được không thưa thầy? Dạ, được rồi. Dạ thầy, cái chữ áp tí thi năng trong cái câu đó đó thì mình có thể mình dịch là cái chỉ định cách hoặc là sở thuộc cách được không thầy? Dạ, yeah, nhớ hôm trước mình nói đó cả hai cái đều được. Bởi vì Dạ. thật sự mấy cái này là chỉ là những cái để mình thực tập mà thôi. Chứ còn tùy thuộc vào khi mà mình đọc vào những cái văn bản chính đó, thì nó cũng tùy thuộc vào cái bối cảnh của nó nữa. Cho nên ở đây thì cả hai cách đó đều phù hợp ở đây. Cho nên dạ, cách nào cũng được. Dạ. Dạ, Rồi, cảm ơn thầy. rồi bây giờ qua câu số 9. Dạ. Câu 9 thì theo thứ tự. Dạ, mời chị Thúy ạ. À. Dạ, thưa thầy. Tum he ú đá thêm hí kỳ lá tháng. Dạ, trò dịch là các bạn chơi trên biển. Thì tum he là đại danh từ ngôi số 2 số nhiều. Ú đá thêm hí là định sở cách số ít. Kỳ lá tháng là đệ nhất động từ ngôi số 2 số nhiều. Dạ, sao đúng. Dạ. Dạ, thì mình dịch sát á, thì mình nói là trên biển. Nhưng mà thật sự cái này, ví dụ tiếng Anh mà mình dịch thì mình nói là all of you play in ocean, tức là ở trong đại dương. Thì tiếng Việt của mình có thể nói là đùa chơi ở dưới biển. Tức là các có thể mình nói là giống như cái câu này là mình đang nói với những đứa trẻ đó, là các con đang đùa chơi dưới biển. Thì cái câu này mình có thể dịch là như vậy. Yeah. Dạ, thế rồi, sao đúng. Dạ, câu thứ 10 ạ. À, gia đa vô lô kê mới nút xe phi lên tí. Dạ, xin mời chị Hồng Hạnh. Dạ vâng ạ. Gia thá dô lô kê manu xê bí bí len tí. Qua gia thá rô là chủ cách số nhiều, lô kê là định sở cách số ít, manu xê là đối cách số nhiều, bí nen tí là động từ ngôi thứ nhất, ngôi thứ ba Dạ, có thứ ba số nhiều ạ. Dạ. số nhiều ạ. Thưa thầy, trò dịch là bệnh tật đè nén con người trên thế gian. Dạ. Dạ. À, thì nói chung là mình dịch như vậy, nhưng mà ví dụ mình dịch sát thì mình nên dịch là những bệnh tật, để cho nhấn mạnh cái ý nghĩa là số nhiều của cái từ gia gia đã Dạ vô những bệnh tật. Dạ. Đè nén áp chế mọi người trên thế gian. Dạ. Sao vâng. sao Dạ vâng. sao rồi Cảm bây giờ ơn, cảm ơn thầy. dạ, câu số 11 ạ. À, Kapi Ahino Kuchin Paharati. Dạ, câu này mời chị Mimi ạ. Dạ, yeah. Kapi Ahino Kuchin Paharati. Kapi là chủ cách số ít, Ahino là sở thuộc cách số ít, Kuchin là đối cách số ít,
Paharati là động từ ngôi thứ ba số ít. Con khỉ đánh cái bụng của con rắn. Dạ, yeah, đúng rồi, sao đấy, sao đấy, sao đấy. Dạ, bây giờ qua câu thứ 12. Dạ, câu thứ 12 là mọi người mình sửa lại cái từ này là cá quý nô nghe, chứ không phải cá quý vô, cá quý nô. Dạ, yeah. Rồi, vậy mời cô Bích Hà làm dùm câu này ạ. Cá quý nô múc thêm hí, mana vô bao quần tí. Yeah. Cavino Mutimbi Manayo Avanti. Cavino là danh từ nam tính bị ngữ y ý chủ cách số nhiều. Mutimbi là danh từ định số cách số ít. Manayo là danh từ chủ cách số nhiều và động từ Pavati là không có đổi cách để nhất động từ ngôi thứ ba số nhiều. Dạ, cô Bích Hà nói cái chữ Cavino là cái gì ạ? Cavino là Cavi là những thi sĩ. Dạ, cô nói đó là ở cách gì? Yeah. Ở thuộc cách. Dạ, Cavino ở đây. Cavino là ở sở thuộc cách. Dạ, yeah, sở thuộc cách số ít. Dạ, yeah, sở thuộc cách số ít. Dạ, yeah, đúng rồi. Dạ, yeah. Ok rồi. Vậy yeah. Là mình dịch là những viên ngọc mani. Những viên ngọc trong nắm tay của các thi sĩ, của người thi sĩ, của vị thi sĩ, của nhà thơ. Dạ, 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 những viên ngọc trong nắm tay của vị thi sĩ. Dạ, yeah. Ok, sao đúng, sao đúng, sao đúng. Dạ, yeah, cái câu đó thì Hùng cho đây Hùng nói một xíu ở đây. Cái điều ở đây mình cần phải nói về cái câu này. Thì giống như cô Bích Hà nói đó, cái động từ có quá tí nó là nó không có đối cách đó. Ở đây có một điểm á, là mình phải cần nhớ là trong tiếng Pali nó không có cái từ, nó không có cái động từ là to have, nó không có cái từ là động từ là có. Trong Pali nó không có cái động từ đó. Ví dụ như chẳng hạn như mình nói là tôi có một đứa con á, sau này thì mình sẽ học thì mình sẽ chia cái từ đó. Ví dụ tôi có một đứa con trai, tôi có một đứa con gái, thì nó có cách nói riêng của nó. Bởi vì cái động từ trong đó là có thì cái từ Pali nó không có cái động từ đó, mà nó phải sử dụng cái động từ là cái động từ bu này. Cái root full này, nó sử dụng cái root full này để nó chia ra cái cách đó. Thì ở đây để coi. Đây nhìn thấy cái root, cái động từ gốc của nó là bu đó. Cái bu này thì mình biết là nó thuộc vào cái nhóm thứ nhất đó là buadi group đó. Thì nó sẽ có A cộng với tí. Thì trước hết cái bu này nó sẽ chuyển thành là O. Nó sẽ chuyển thành áo quá. Cho nên từ đó nó mới ra được là ba quá tí. Rồi, thì như cái câu này á, thì ví dụ mình bây giờ mình phân tích thì đó là cái chữ cáo quý nô là nó là sở thuộc cách số ít. Múc thiên hí là định sở cách số ít. Manayo là chủ cách số nhiều. Rồi có quanh tí là động từ của thứ ba số nhiều. Thì như mình nói là mình biết cái này là chủ thể chủ cách trong cái câu này á, là manayo, cho nên cái này nó sẽ là chủ ngữ. Thì cái câu trong Pali cái này nó sẽ là chủ ngữ, thì đây nó là động từ. Thì theo như cô Bích Hà dịch đó là đúng, cái đó cái lên mình dịch sát một cái câu Pali, mình dịch sát cái ý nghĩa của câu Pali á, là những cái viên ngọc là ở trong cái nắm tay của người thi sĩ. Thì cái đó là dịch sát, nhưng mà thường thường khi mà mình thấy một cái câu Pali như vậy đó, thì thật ra ý nghĩa của cái câu Pali này muốn nói là có những hòn ngọc trong nắm tay của vị thi sĩ, hoặc là vị thi sĩ có những viên ngọc trong nắm tay. Cái đó là cái ý nghĩa của cái câu Pali.
nên cái câu Pali nó là như vậy, nhắc lại. Bởi vì trong Pali nó không có cái động từ là có, cho nên người ta phải dùng cái động từ là bu này. Thật ra nói chung, thật ra cái từ bu này nó cũng rất là hiếm, nó thường thường đúng ra thì nó sẽ là cấp này, hu, một cái hu này thật ra nó cũng từ cái chữ bu ra. Cho nên hu này á, cái hu này á, nó sẽ bị ô. Rồi cái chữ á này á, nó sẽ bị gạt bỏ đi. Cái mà cái động từ tướng này á, nó sẽ bị gạt bỏ đi. Đại khái cái đó cứ gạt bỏ đi, cho nên nó mới thành là hô tí. Thường thấy cái chữ hô tí đó. Thì thông thường cái chữ hô tí này sẽ được dùng nhiều hơn, nhưng bởi vì mình chưa học tới cái từ hô tí, cho nên mà thật sự cái từ hô tí này với cái từ báo quá tí này nó rất là giống y như nhau, nó cũng là động từ to be. Cho nên ý ông nói, cho nên ông mới nhắc lại là cái câu, khi mà mình thấy cái câu Pali như vậy là ở đây á, khi mình dịch sát nghĩa thì theo như cô Bích Hà dịch đó là những viên ngọc ở trong nắm tay của vị thi sĩ. Nhưng mà cái ý muốn nói của cái câu Pali này sẽ là vị thi sĩ có những viên ngọc trong nắm tay. Dạ, giờ mình quen theo cái cách hiểu như vậy. Dạ. Dạ rồi, mọi người có hỏi gì không ạ? Dạ sao đó nó có những câu cũng như vậy đó thầy. Không, dạ đúng, khi mà mình dịch từ bên tiếng tiếng Pali đó, rồi là nó có những cái từ có đó, những từ khi thấy cái từ có đó là mình phải dùng cái động từ này. Dạ thưa thầy, nếu mà cái chữ cá quý mà để thành là chủ cách là quý, cá quý ná gia ná vô, không có cái câu nó không có nó không có có nghĩa gì, nó không có nghĩa được dịch được hết thầy. Dạ không, cái thầy cái này là đúng rồi, cái câu này là không có nghĩa, không có dịch được, bởi vì cả hai cái nó đều là chủ cách hết. Thì cái câu này như ông chỉ này, cái này là do bị đánh máy bị sai, bởi vì bên tay có tiếng Anh. Cái we know. Dạ, tại vì cho tưởng cái từ vì mình xài cái động từ to be á, thì nó coi như là hai cái vế nó đều phải là giống nhau. Dạ, nếu động từ to be hai vế giống nhau thì ở đây cái câu này mình dịch rất là mắc cười. Dạ. Bởi vì cái này á là không lẽ cái nắm tay với cái vị thi sĩ này là một, thì có đóng cái nắm tay với cái vị thi sĩ này nó không có tức là một cái. Cái nắm tay cái đó là phải là viên ngọc mani, những viên ngọc mani, những viên ngọc và những viên ngọc với những vị, với vị thu sĩ nó không có giống nhau được. Bởi vì như khi cái câu mà mình dùng là đọc từ to be á, thì mình nói là nó sẽ là cái compliments, với cái compliments đó với cái subject, hai cái đó nó phải giống nhau, nó chỉ về một cái, một thứ. Mà nhưng ở đây á, cái những viên ngọc mani này với cái vị thi sĩ này nó không thể là một thứ được. Dạ, tôi vì cho lại tưởng là giống như là vị thi sĩ giống như là quý báu, nên là người ta ví như là viên ngọc mani. Giống như là viên ngọc mani trong nắm tay. Dạ, thế cho dịch là những thi sĩ là những viên ngọc trong nắm tay. Dạ, nếu như chị nghĩ như vậy thì cũng được. cho lại nghĩ là giống như người ta ví cái thi sĩ như là quý, cái như là nghề thi sĩ là coi như là một nghề quý như là ngọc mani, nên là trò nghĩ như vậy. Ok, dạ, nếu như chị nghĩ như vậy thì cũng được. Dạ. Ok, dạ, cái đó có cái chấp nhận. Nhưng ở đây bởi vì hôm đấy là nhìn cái câu này nó hơi kỳ, cho nên cái chuyển của bản tiếng Anh thì mới thấy cái đó là do bản tiếng Việt dịch ra là đánh bị lỗi. Dạ. Dạ được, cái dạ, cách chị của chị là đúng, không có sai. Dạ. Thì đó, yeah, yeah. Thì khi mình hiểu như vậy mình phải nhớ là cái đó cái chủ ngữ với cái mà gọi là compliment, cái đó, subject and compliment nó phải là chỉ về cùng một thứ. Thì đó là cách hiểu như chị là đúng. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ thưa thầy. Dạ. Thưa thầy, cho hỏi là mới đầu thì vì là cái từ đầu ấy nó viết sai, em lại cho cứ nghĩ là cái từ cavijo ấy là chủ cách số nhiều, và cái từ má ná jo cũng là chủ cách số nhiều, thì cho cứ nghĩ là hai cái chủ cách thì nó bổ nghĩa cho nhau, đâm ra cho dịch là
nhiều thi sĩ có ngọc ở trong tay. Vậy cái cách nghĩ đấy của trò có liệu có được không ạ? Hay là dạ, hơi sai chứ không ạ? Bởi vì chị dùng cái từ có rồi đó. Có rồi á, thì cho nên là nó chỉ là còn có một cái là chủ ngữ thôi. Thì khi mà chị dùng cái cá quý vô á, với cái má nó vô thì cái nào sẽ là chủ ngữ? À, bạch thầy là bởi vì là cho nghĩ là cái từ cá ví dô ấy thì là cũng là chủ cách số nhiều, và cái từ má na dô đấy thì cũng là chủ cách số nhiều, thì hai cái đấy nó tính là bổ nghĩa cho nhau ấy, thì hai cái này đều là chủ ngữ, thì chủ ngữ về số chủ cách số nhiều, vì thế là trò mới dịch là nhiều thi sĩ có ngọc ở trong tay, vì cái chữ trong tay thì mới là định sở cách, tiếng thì thế là bởi vì khi mà chị dịch như vậy á thì cái từ có đó nó không phải là phải không ạ? Chị dùng cái chị dịch cái từ có quanh tí là có, nó không phải là thì khi mà mình nói là có rồi á thì cái từ có nó không phải là to be nữa, nó sẽ có nghĩa là khác đi. Thì khi mà mình xem cái từ bao quanh thì có nghĩa là có rồi á, thì trong đó mình chỉ có thể có một cái chủ cách mà thôi. Dạ thế ạ. Dạ. Tại vì bạch thầy là cái từ pha quanh ti đi thì có nhiều nghĩa là có và dạ đó, khi cái nghĩa mà có của nó thì lúc đó là nó không thể ở trong cái dạng mà chủ ngữ, động từ và cái predicate tiếng Việt là cái gì ta? Dạ, túc từ hả? Không phải. Vâng. Dạ, túc từ phải không ạ? Thì đó, thì nếu như mà nó là khi mà khi mình lấy cái ý nghĩa của nó là có thì nó không thể nằm trong cái dạng văn phạm đó được. Bởi vì khi mình nói mà chủ ngữ, động từ, túc từ thì cái chủ ngữ với cái túc từ đó nó phải là chỉ vào cùng một thứ. Cho nên lúc đó thì cái động từ đó nó phải có nghĩa là to be, có nghĩa là chứ nó không thể là lấy cái nghĩa là có được. Khi mình lấy cái nghĩa là có thì chỉ có thể là có một chủ ngữ thôi và nó không thể có tốt từ mà nó phải là vị ngữ. Dạ, cảm ơn thầy. Vâng, cảm ơn thầy. Thầy vậy chữ cái như là chị mới dịch xong đó, rồi cũng dịch giống giống vậy lúc đầu thì cái má ná vô đó thì cái đó mình coi như là đối cách được không thầy? Thì dùng dịch lệnh thành chữ có đó. Đối cách. Dạ. Yeah. Tức là những thi sĩ có những viên ngọc trong nắm tay. À thì đó, ok, thì theo mình chị như Hùng nói rồi đó. Cách Pali nó là như vậy. Khi mà câu Pali nó là như vậy đó thì theo như cô Bích Hà của dịch sát nghĩa đó là những viên ngọc mani là ở trong nắm tay của vị thi sĩ. Thì từ cái câu đó thì cái ý nghĩa của cái câu Pali nó có nghĩa là cái vị thi sĩ có những viên ngọc nắm tay, cho nên cái câu này nó có nghĩa là như vậy. Chính vì như vậy á, thì cái chữ manajo này á, mình nó chỉ có một, mình không thể, trong trường hợp này nó không thể có đối cách được, mà cái manajo này nó phải là chủ ngữ, nó phải là chủ cách. Và vì khi mà mình dịch cái câu mà có ý nghĩa là có trong đó thì trong cái câu này nó phải cần có một cái từ ở sở thuộc cách. Dạ, hiểu nhỉ. Thì ở đây, mình cố làm quen với cái cấu trúc của Pali nó là như vậy. Thì có nghĩ sau này vị này cái trong cái cuốn sách này vị nó có nói cái gì chứ chỉ có. Thì ở đây nè, động từ này không có đối cách. Thì nếu như mà theo như chị Mimi chị dịch cái từ đó thành đối cách á thì nó là không có đúng theo ngữ pháp của Pali. Dạ. Rồi, ok. Dạ. Đó cho nên mình giờ bây giờ mình cố gắng làm quen cái cấu trúc của Pali như vậy. Khi mà mình muốn nói một cái ý nghĩa là sở hữu một gì đó, có một cái gì đó đó, mình dùng theo một người nào có một cái gì đó thì mình phải dùng theo cái cấu trúc của câu văn nó phải là như vậy. Thì trong đó khi mình phải dùng cái từ là có cái động từ căn của nó là bu hoặc là hu. Rồi trong đó nó phải có một từ ở sở thuộc cách.
Tự nhiên như mình biết là trong câu là luôn luôn phải có chủ cách rồi, thì cái chuyện đó mình không nói rồi. Nhưng trong cái trường hợp này là phải có một từ thuộc về là sở thuộc cách. Rồi, ok rồi, bây giờ mình qua câu tiếp. Dạ, dạ thưa thầy, thầy cho cho hỏi. Dạ, cho xin lỗi. Tại vì đang nói về cái động từ bá quan tí. Cho có đọc, có một cái chữ là đọc là Bhavana Center. Như vậy cái chữ Bhavana này nó có related gì tới cái động từ này không ạ? À? Bhavana sao ạ? À? Center. Một bà... cái... Oh, Bhavana Center hả? Dạ, dạ, dạ. Cái, vậy như vậy cái này nó có từ cái động từ này đi ra không ạ? Bhavana. Ok, đợi xíu nha. Dạ, nó sẽ đi từ cái này ra, mà đem check cái này chút xíu. Dạ. Ok. Nó phải là đánh vần và nó phải là như thế này. Ok, rồi bây giờ cái từ Bhavana này á, nó có nghĩa là hành thiền đó. Tức là nó là development đó, tức là phát triển đó. Thì như nó sẽ xuất phát từ từ cái root này ra, nó từ cái động từ 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 căn này ra. Ok. Nhưng trong trường hợp này á là như hồi trước như mình có nói một lần rồi đó, nó có cái trường hợp và động từ đó là tiếng Anh nó gọi là causative form, tức là nó khiến cái động từ là khiến cho một cái gì đó thực hiện trở thành. Thì như mình biết cái từ bóc quá tí nó có nghĩa là hoặc là trở thành đó. To be có nghĩa là trở thành, to become đó là trở thành. Thì khi cái từ bóc quá tí đó rồi á, thì bây giờ mình sẽ lấy ra là cái bu, cái bu này trước à, nó sẽ chuyển thành là ô, nó sẽ chuyển thành là bóc quá, nó chuyển thành, nó cộng với cái động từ tướng là á, nó cộng với cái động từ biến là tí, nó thành là bóc quá tí. Rồi nhưng mình nói một lần là khi bóc quá tí xong rồi mình lấy cái động từ cơ bản của nó là bóc quá. Nếu cái động từ bóc quá xong rồi bây giờ mình cộng với cái này nó gọi là suffix, mình có thể gọi là vĩ ngữ, nó có thể là e, á giá, a, p hoặc là a, á giá, ba cái này. Thì khi mình cộng ba cái này vào á, thì nó sẽ hình thành ra cái động từ nó gọi là khiến cho một cái gì đó trở thành. Nhưng mình biết bóc quá tí là trở thành hoặc là. Thì cái này nó sẽ là khiến cho một cái gì đó trở thành. Thì khi mình cộng vào cái này vào, bây giờ chẳng hạn như bây giờ trong cái trường hợp của cái từ bao quá na ở trên đó, thì nó sẽ là chỉ cái này, chỉ là cái thôi. Thì bởi vì cái luật của cái này, khi mà mình cộng vào cái trường hợp này, cộng cái vĩ ngữ e này vào á, thì cái nguyên âm á này nè, nó sẽ chuyển thành dài ra. Cái này nó sẽ chuyển thành dài ra. Cho nên cái này rồi mình cộng vào cái động từ vĩ ngữ, nó sẽ ra thành là ba quê tí. Okay. Ba quê tí này có nghĩa là develop, là thực hành. Thì như mình biết là trở thành, làm cho có một cái gì đó trở thành, để cho một cái gì đó trở thành là mình phải thực hành. Khiến cho một cái gì đó trở thành là mình phải thực hành. Cho nên ở đây nó có ý nghĩa causative, không phải nó có ý nghĩa gây khiến, khiến cho một cái gì đó, bắt một cái gì đó trở thành. Cho nên nó chia thành cái kiểu này là ba quê tí. Rồi từ cái chữ ba quê tí này á, mình mới lấy ra nó, bây giờ nó trở thành động từ rồi, bây giờ mình mới lấy cái động từ cơ bản của nó là ba quê. Okay. Từ cái ba quê này sau là xong rồi, bây giờ sau này mình sẽ học á, là nó sẽ cộng thêm vị ngữ của nó là aná này á, là để thành lập nên danh từ. Nghe. Khi gặp cái aná này á, thì cái nguyên âm gặp gần nhau, cái e với cái aná này một cái sẽ bỏ đi, cho nên cái e nó bỏ đi, cho nên nó phải thành là ba quán á. Nhưng ba quán á này là chưa hết, mình phải cộng thêm cái a này, bởi vì đây là nó trở thành danh từ, là danh từ nữ tính, vì nó phải cần cái a này, cho nên thành là ba quá na. Là như vậy, ba quá na có nghĩa là sự thực hành, sự phát triển. Cho nên cái ba quá na như mình thấy là trong đạo Phật của mình, nó cái tiến trình thực hành của mình nó là giới. À, cái gì đó, bố thí trì giới thâm thiền đó. Thì bố thí là cái chữ là đà nó,
là bố thí, trì giới là sila, và cái ba quá na này là tham thiền đó, là nó từ đấy nó ra, là bố thí, trì giới, tham thiền là ba cái. Dạ, thì đó là cái hình thành của cái từ này, nó phải đi từ như vậy, nó ra như vậy. Dạ, dạ xin cảm ơn thầy. Rồi. Dạ, thưa thầy, cho hỏi cái chữ develop này là tiếng Anh hả thầy? Hay tiếng Bali? Ồ, dạ, cái này là tiếng Anh, nó có nghĩa là phát triển. À, dạ vâng, tại vì không biết tiếng Anh. Dạ, nó là phát triển, dạ. Tu tập đó, phát triển nó tu tập đó. Nên cái này thì có nghĩa là trung tâm thiền đó, trung tâm tu tập đó. Dạ. Dạ. Okay. Thì mình biết trong cái chữ bao quá na này mình biết đầu là mình mới chia thành có hai cái, nó gọi là samatha là thiền chỉ đó, với vipassana đó là hai loại, là bao quá na là có hai cái, samatha với vipassana là cộng lại. Dạ rồi, ok rồi, bây giờ là mình đi qua câu tiếp theo. Dạ được chưa, chị chép xong chưa? Dạ rồi, bây giờ mình đi qua câu tiếp theo là câu thứ 13. Rawi Vizim Ha Ude. Dạ, mời chị Diệu Vân. Dạ. Rawi Vizim Ha Ude. Dạ, trời liệt là mặt trời mọc từ hòn núi. Ravi là chủ cách số ít. Girim há là xuất xứ cách số ít. Udeti là động từ ngôi thứ ba số ít. Dạ, mặt trời mọc từ hòn núi ạ. Dạ yeah, đúng rồi, sao đúng. Dạ yeah, mọc trời mọc lên nó hoặc đi ra từ hòn núi đó. Dạ. Yeah. Okay, rồi, bây giờ câu số 14. Dạ, yeah, câu số 14. Ahang vi hi nang ra sen passami. Dạ mời chị Minh Tâm ạ. Dạ. Thưa thầy, camera thầy mất hình rồi ạ. Ủa vậy hả? Sao tự nhiên nó mất mất? Dạ không mà. Bên trò vẫn ok ạ. À? Dạ không có mất. Dạ trò vẫn thấy. Vẫn thấy. Dạ ok vậy. Dạ mời chị Minh Tâm nhỉ. Minh Tâm không thấy được cái màn hình nè. Ồ vậy hả? Dạ chị Minh Tâm vào đó không ạ? Dạ không sao, không dạ. Thấy màn hình được có sao đâu. Dạ nghe âm thanh được rồi. Ủa chị mất luôn cái screen luôn hả? Cái màn hình luôn hả? Dạ. Ủa gì hả? Ok. Nếu như mà như vậy thì không sao, ok rồi. Ủa mà sao bên này thì như nó cũng tối thui chỗ này thì. Rồi giờ không sao. Như vậy thì bây giờ mời lại chị Thúy đi. Dạ, chị Thúy làm tập 13. Dạ. Dạ, 14 á thưa thầy. Oh sorry, 14, dạ 14. Dạ. A hằng vi hi năng ra sinh phát sa mi. Dạ, thưa trò dịch là tôi thấy đống lúa. Thì a hằng là đại danh từ ngôi số 1 số ít. Vi hi năng là sở thuộc cách số nhiều. Ra sinh là đối cách số ít. Passami là đệ nhất động từ ngôi số 1 số nhiều ít. Dạ, tôi thấy đống lúa. Dạ, tôi thấy đống lúa đúng rồi. À, đúng sao, đúng sao. Dạ, dạ, bây giờ sang câu số 15 ạ. Mayangame Ahidama. Dạ, bây giờ mời chị Hồng Hạnh ạ. Ma răng ga mê a hình đà má. Bạch thầy, là cái từ a hình đà má gì, hình như là trò vẫn không biết đó là từ nghĩa là gì ấy.
ô vậy hả? Nó có nghĩa là đi vòng vòng, đi lang thang nữa. À, đi lang thang, dạ vâng. Vòng vòng, lang Má răng ga mê á hin đa má. Má răng là đại từ, chủ cách đại từ, đại từ số nhiều. Ga mê là định sở cách, số ít. Còn á hin đa má là động từ ngôi thứ ba, số nhiều. Trọng dịch là chúng tôi đi lòng vòng ở trong làng. Dạ, chị nói cái này ngôi thứ ba, thì cái này thì hồi trước mình cũng có sự lẫn lộn đó. Bởi vì đây mình phải biết cái này là mình nói là tôi hay chúng tôi, thì mình nên thống nhất là cái này gọi là ngôi thứ nhất vậy. Bởi vì tôi, chúng vâng tôi, ngôi thứ nhất, dạ. Vâng. Dạ, ok. Đây là ngôi thứ nhất. A-hen. Đất tí, A-hen đất tí này á, là nó là... nó là a, cái này là tiếp vĩ ngữ, nó cộng với cái root của nó, cái động từ căn của nó là tiếp. Cái này là nó thuộc vào cái nhóm thứ hai, đó là nó cái nhóm hồi trước nó là cái ruda diphthong, cho nên cái động từ tướng của nó sẽ là như thế này, tức là á mà nhưng mà phải cộng thêm cái chữ ăn vào trong đó nữa. Cho nên nó mới thành là a hen đá tí. Thì như mình biết là hai cái này nó sẽ cái ăn này nó sẽ chuyển thành là cái ná có dấu nặng ở dưới này, rồi hai cái này nó thay đổi vị trí với nhau, nó thành là a hen đá tí, nó có nghĩa là đi lang thang nữa, đi vòng vòng. Rồi, bây giờ là mình xong được cái phần dịch từ. Thế như vậy mình nói động từ này là đề nhị động từ hả thầy? Dạ đúng rồi, đề nhị động từ nó thuộc vào ruda đi ganaku. Dạ. Dạ. Rồi, bây giờ mình đi vào cái phần dịch từ tiếng Việt sang tiếng Pali. Okay. Rồi. Dạ, bây giờ câu đầu tiên, những con báo giết những con nai. Dạ, mời cô Thà. Những con báo là Dipi hay là Dipayo. Giết là động từ, mình dùng có thể dùng động từ Hananti hoặc là Marenti hoặc là Marayanti, đó là động từ ngôi thứ ba số nhiều. Động từ Hananti là để nhất động từ, và động từ Marayanti là để thất động từ ngôi thứ ba số nhiều. Có hai dạng là Marayanti và Marayanti. Còn những con nai là Mige. Về câu của nó sẽ là Dipi hay là Dipayo Mige Hananti hay là Maranti Marayanti. Dạ, yeah, ok. Dạ, yeah, ok. Bây giờ mình nói trước thì bây giờ dịch trước. Dạ, yeah. Saru xuống đó là Dipayo hoặc là Dipi Mige. Rồi ha, nếu như mình dùng động từ là Hanati thì nó sẽ là Hananti. Dạ, yeah, rồi. Bây giờ bởi vì cô Hà có nhắc với cái, cô với Hà có nhắc với cái động từ mà Mareti đó, thì thật ra theo dùng hiểu cái từ Mareti này nó cũng có cái từ nó cũng thuộc nhóm đề nhị. Nó thuộc vào nhóm đề nhất. Bởi vì nó là cái này nó sẽ thành là má Rati, cái nghĩa cái này có nghĩa là chết. Cho nên cũng giống như cái tương tự ở trên á, thì nếu như mà nó là má, ở đây nó cộng với e, thì cái này là cái gọi là causative, nó là cái khi gây ra đó, gây cho ai chết, tức là mình giết người ta là mình gây cho ai chết, thì nó sẽ là Mariti.
Thì do tương tự như vậy, ở đây cái này nó sẽ chuyển thành là ajai. Mà retic tức là giết, giết là khiến cho ai chết là giết cái đó đó. Yeah. Nhưng dĩ nhiên cách chia của nó thì nó chia giống y hệt như trong cái để thấp trọng từ. Yeah. Rồi, ok rồi, bây giờ là xong câu được câu thứ nhất. Câu thứ nhất rồi, bây giờ mình qua câu thứ hai. Thưa thầy thì trở lại thưa thầy, như là cái chữ căn cái gì căn bản của cái tờ động từ này là má rá tí, nên là nó là đệ ngôi đệ nhất động từ hay sao? Dạ đúng, cái này là đệ nhất động từ. Tại vì cho thấy nếu mà nó chữ giết nó là ma thành là ma rê tí thì cho tưởng chữ e đó thành ra là đệ thấp. Dạ đúng đúng. Nhưng mà nó... khi mình học cái này đúng là đệ thấp, nhưng ai cái này nó rất là dẫn lộn, lẫn lộn không nhớ. Có nói một lần nói được khi mà đệ thấp á thì nó có hai cái động từ tướng là e hoặc là á giá. Yeah. Nhưng mà trong trong Pali á nó có một cái cách thành lập cái động từ, nó gọi là thành lập động từ mà sai sai khiến, tức là causative verb á, là bất kỳ một cái động từ căn nào cũng có thể được cộng thêm với một trong bốn cái vị ngữ đó, tức là e aya ap a paya. Mình có thể cộng vào một trong bốn cái vị ngữ này vào bất kỳ một cái động từ căn nào để mình hình thành cái động từ sai khiến. Chẳng hạn như ở trên này nó thì bu là trở thành, mà nhưng nó thành mình cộng vào đấy nó thành là ba quê tí, là làm cho cái gì đó trở thành, để cho một cái gì đó trở thành là mình phải phát triển, mình phải tu tập, tức là khiến cho nó trở thành. Thì cái này thì mình biết bu này nó cũng thuộc vào là động từ, nhóm động từ thứ nhất, đệ nhất động từ. Thì cho nên cái ba quê này, cái này nó cũng thuộc vào là đệ nhất động từ, nhưng nó ở cái dạng là sai khiến. Cũng tương tự như vậy, ở dưới này cái ma, cái động từ căn của nó cũng là thuộc vào cái đệ nhất động từ. Thì cũng nó nghĩa là chết đi, thì mình khiến cho ai đó chết đi, thì giết là khiến làm cho ai đó chết đi. Thì cho nên nó cái cách hình thành của nó cũng là như vậy. Dạ. Yeah. Vậy nếu mà người ta không có cộng chữ e mà người ta cộng một trong ba cái chữ phía sau thì coi như cái chữ đó lại thành ra một chữ khác nữa. Dạ đúng, tức là mình có thể gọi là ma giá tí hoặc là ma p ma mara peti mara pajati, cả ba cái bốn cái, tức là nó có thể là ma reti hoặc là ma rajati ma re mara peti hoặc là ma ra pajati. Nhưng mấy cái sau này ít khi mình tìm thấy lắm. Tức là theo như ngữ pháp thì cái này là hợp lý, nhưng tương tự mình chỉ tìm thấy được cái mình từ này thôi. Dạ. Dạ. Thưa thầy, cho hỏi như vậy là mình loại động từ ma rí tỉ này là nhóm thứ nhất hay là nhóm thứ bảy thầy? Dạ, thế không, cái này á, cái này là nó gọi là trong tiếng Pali có nhiều khi mấy cái này nó tranh cãi với nhau lắm. Có nhiều vị lại đặt nó vào nhóm thứ bảy. Nhưng theo mình hiểu thì cái khi mà mình phân tích ra mình thấy cái ý nghĩa của nó là như vậy, bởi vì cái root của nó ban đầu nó là ma, nó có nghĩa là chết. Thì như mình biết cái này á, nó thuộc vào là đệ nhất, thì cái hình thành của cái này là nó đi hình thành từ ra, nó ra như vậy. Thì theo như Hùng nghĩ thì mình nên đặt nó vào đệ nhất, bởi vì đây là cái cách hình thành đệ nhất, nhưng mà nó ở dạng causative phải không? Dạ đúng. Dạ. Dạ. Dạ rồi, ok, bây giờ là mình xong được cái câu thứ nhất. Bây giờ mình qua cái câu thứ hai. Dạ, câu thứ hai là vị ẩn sĩ từ núi đến. Dạ, bây giờ mời mình tới phiên ai rồi ạ? Dạ, tới chị Vân. Dạ, giờ mời, dạ, mời chị Vân ạ. Thứ hai. Chị Vân lép rồi. Dạ, thưa thầy cho trả lời được không ạ? Dạ, được. Dạ, mời chị. Dạ, vị ẩn sĩ từ núi đến.
từ đó đọc là ý xí phải không thầy? Dạ ý xí đúng rồi. Dạ. Chirina, Chirimha, Chirisma, Agachati. Dạ, ok rồi, sadhu sadhu sadhu. Như vậy là chí dí rí, mình đọc là dí cho mình là chí ạ, vì cái này là g. Chí dí rísma. Hoặc là dí rímha. Hoặc là dí dí rí. Dạ. Dạ, trò dịch là ẩn sĩ, vì ẩn sĩ từ núi đến. Dạ, như vậy đó là như vậy. Isi Girisma hoặc là Girimha Agachati. Dạ. Dạ, sadhu, 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 dạ. Yeah. Thưa thầy là nếu mà cho dịch là cái từ vị ẩn sĩ là Muni có được không thưa thầy? Dạ, Muni thường thường là tu sĩ. Tu sĩ á. Dạ, thường thường cái chữ dạ hai nói chung nó cũng không có sao hết. Dạ, mình dùng từ nào cũng được, nhưng thường thường cái chữ Muni á thì mình thấy hay chỉ là một vị tu sĩ mà thuộc vào cái gọi là có thể là thuộc vào cái trường phái mà đúng đắn một chút xíu. Dạ. Yeah. Còn ẩn sĩ này thì mình không biết là vị này tu như thế nào. Dạ. Yeah. Chỉ biết là vị này ẩn tu trong rừng núi thôi. Dạ. Yeah. Dạ, thưa thầy cái câu số 2 thưa thầy, cái từ núi đến là từ núi nó là xuất xứ chắc. Dạ đúng rồi, xuất xứ. Cho nên mình phải dùng là Girisma hoặc là Girimha, dạ, xuất xứ từ trong núi. Còn có một chữ nữa là Girina. Dạ được, cả ba cái đúng rồi. Dạ. Dạ thưa thầy. Không có ghi cái đó là trò tưởng trò làm sao. Dạ, đó cả ba cái, một chọn một trong ba cái, không cần cái ba cái. Dạ. Dạ. Rồi. Dạ. Cảm ơn thầy. Dạ ok rồi, bây giờ là xong câu thứ hai, bây giờ câu thứ ba. Dạ đây bắt đầu từ có đó, có một thanh gươm ở trong tay kẻ thù. Là ví dụ cái câu này mình dịch sát Pali á, có nghĩa là một thanh gươm là ở trong tay của kẻ thù. Mình chuyển lên như vậy để cho mình dễ dịch sang Pali. Dạ, bây giờ mời chị Mimi ạ. Dạ. Có một thanh gươm ở trong tay. Dạ. Yeah. Có là Bá Hoa Tí. À, thanh gươm là chủ cách số ít. À, ở trong tay là định sở cách số ít. Kẻ thù là thuộc sở cách số ít. À, câu là Á Xí. Arino hoặc là Arisa, Panimhi hoặc là Panismin, Awati. Dạ đúng rồi, sao đúng. Arino, Panimhi, Arino hoặc là Arisa đó, Panimhi hoặc là Panismin, Asi, Awati. Cho nên mình thấy đó cái chữ Asi này á, là thành chủ ngữ. Cho nên mình có thể dịch là một thanh gươm là ở trong tay của kẻ thù. Nhưng chị Thi không nói rồi đó. Cái này là cái cách dùng của Pali với mục đích để nói là có một thanh gươm ở trong tay của kẻ thù. Thưa thầy, cho để cái chữ Asi ở đầu câu được không thầy? Được. Mà nhưng mình nên để như vậy cho nó dễ hiểu. Dạ. Thường thường ví dụ mình viết khi mình viết cái câu Pali mà mình theo như mình viết chứ không phải là trong kinh sách thấy á, thì mình nên để chủ ngữ và động từ gần nhau. Dạ. Yeah. Rồi ok, dạ vậy là câu thứ ba. Vậy qua câu thứ tư. Câu thứ tư là dạ bây giờ chị Diệu Vân có mặt rồi, chị Diệu Vân làm câu thứ tư đi ạ. À, có những hòn ngọc trong nắm tay của người gia chủ. Dạ, dạ. Không, xin lỗi thầy, không hiểu sao nó cứ bị kick out rồi cứ phải connect trở lại. Dạ. Dạ. À, có những hòn ngọc trong nắm tay của người gia chủ. Dạ. Cho dịch là Gahapatin
Muti Mut Mut Muti Hi Muti Mutim Hi Mana Yo Bawanti. Yeah, là Gahapat Ting Ting là Gahapino Gahapino hoặc là Gahapatissa. Yeah, Gahapino hoặc là Gahapatissa tức là của người gia chủ, nó là sở thuộc cách số ít. Rồi trong cái nắm tay nó thì là mút rồi những hòn ngọc ở đây, những hòn ngọc ở đây sẽ là ở chủ cách số nhiều, nó sẽ là ma ma mani mani hoặc là manayo manayo. Rồi chủ ngữ ở động từ ở đây, bởi vì mình biết là chủ ngữ nó là mani manayo số nhiều, cho nên cái động từ của nó sẽ là bawanti. Bawanti. Dạ. Vậy. Dạ, ok rồi, sa đu. Dạ. Bây giờ mình qua thứ 5. Là chúng tôi cho người khách vật thực. Bây giờ mời chị Thúy. Dạ. Chúng tôi cho người khách vật thực. Là má dân á tí thiết xác a ha răng đá đa mát. Là má dân là đại danh từ ngôi số 2 số nhiều. Á tí thiết xác là chỉ định cách số ít. Á ha răng là đối cách số ít. Đá đa mát là động từ ngôi số 1 số nhiều. Dạ yeah, đúng rồi. Sa-ru. Dạ. Mayan atithasa-aharang-da-da-ma. Ở đây cũng nói thêm cái động từ da-da, da-da-tí đó. Cái từ da-da-tí là nó hình thành như thế này. Cái động từ căn gọi là da cộng với á, cộng với tí. Nhưng cái động từ nó đặc biệt đó, là nó có, nó gọi là cái anh nó gọi là duplication, tức là nó nhân đôi lên. Nó nhân đôi lên. Rồi vì nó nhân đôi lên xong, cái này là cái cách giải thích của những vị văn phạm. Nhân đôi lên xong rồi thì bây giờ nó mới cộng thành là á nó cộng với tí. Thì cái chữ a dài đầu tiên này nó chuyển thành ngắn. Rồi cái chữ cái động từ tướng của nó là bỏ đi. Rồi trong này cái Google Doc nó có cái dấu gạch ngang này. Bỏ đi, nó bỏ cái động từ này đi, cái động từ này, cái động từ tướng thì bị bỏ đi. Bỏ đi. Rồi sau đó cho nên nó mới trở thành là đá đa. Rồi, cái này nó cũng thuộc vào nhóm là để nhất động từ vậy. Thầy từ cái chữ thầy cho hỏi. Cái chữ cộng á cộng tí xong rồi ra chữ hai chữ tách ra thì cái chữ á thành chữ á rồi mất cái chữ đá hả thầy? Dạ không, ở đây ở đó đó. Dạ nó là như vậy. Dạ. Chữ á dài nó chuyển thành a ngắn. Dạ. Ok, dạ rồi. Rồi bây giờ sau là gì, là công thức thứ 5 xong rồi mình qua câu thứ 6. Câu thứ 6 là những đứa con của bác nông dân đồng một đống lúa. Dạ, về mời chị Hồng Hạnh. Dạ vâng. Bút bút ta bút ta casa casa vi hoặc là vi hay dô
mi mí nan tí bút bút ta là chủ cách số nhiều, cát xá là sở thuộc cách số ít, vi là đối cách số nhiều, mí nan tí là động từ vô thứ ba số nhiều, thưa thầy. Dạ, bây giờ là chị dịch như thế này phải không ạ? Chị dịch là phúc ta cát xá cát xá vi hi yo mí nan tí, cái đó là chị dịch như vậy đúng không ạ? Ok, vâng dạ ạ. Dạ, bây giờ trước hết là mình thấy nè, à, những đứa con của bác nông dân thì bây giờ là chủ ngữ đó là phúc ta. Những đứa con của bác nông dân thường thường thì cái cách viết của Pali á thì thường thường mình để cái sở thuộc ở phía trước. Đó, mình nên để là như Kassaka là nông dân. Rồi cái sở thuộc là thêm xá vừa nữa thành là Kassakasa. Đó, mình nên để như vậy. Đó là thứ nhất trước hết. Dạ. Rồi bây giờ là đống lúa. Thì ở đây chị dùng là Wihiyo. Nó có nghĩa là những hột lúa, những hột lúa. Thì cái này là ở về đối cách số nhiều. Nhưng cái này cũng được chứ không có sai gì. Nhưng mà ở đây bởi vì trong cái câu này nó là một đống lúa. Mình có cái từ đống. Cái từ đống của nó là ra si. Nó là một đống. Thì mình nên dịch cho đúng. Cái trong này thì mình nên dịch là một đống lúa là một đống của những hột lúa. Thì mình nên dịch là ra si. Bởi vì nó là đối cách số ít của một đống à. Cho nên từ đó cái lúa này số nhiều này mình phải chuyển nó thành là sở thuộc cách số nhiều. Cho nên nó thành là wi hi năng. Wi hi năng. Dạ, thì mình dịch như vậy thì nó chính xác hơn ạ. Dạ, vâng cảm ơn thầy. Kassa kassa phu thúc ta wi hi năng ra sen mi năng. Vâng. Rồi, sao đủ. Bây giờ mình qua câu thứ 7. Câu thứ 7 là con rắn nhận được thức ăn từ một vị thi sĩ. Dạ, mời cô Bích Hà. Dạ. Con rắn là chủ ngữ số ít. A-hi. Nhận được là động từ la-pa-ti. Thức ăn là ha răng là đổi cách số ít và từ vị thi sĩ là xuất xứ cách số ít là ca vina hoặc là ca vinha hoặc là ca bisma. Như vậy câu hoàn chỉnh sẽ là á hí ca vina ha răng lắp ha tí. Dạ, sao đủ. Dạ, cái câu đó là a hi ca vi na a ha răng lá ha tí. Dạ, mình nói là ca vi na hoặc là ca vi ha hoặc là ca wisma đó, một trong ba thể được. Rồi, ok, sao đủ. Bây giờ qua câu thứ 8. Câu thứ 8 là những vị tu sĩ đốt lửa. Dạ, giờ mời chị Mimi ạ. À, những vị tu sĩ là chủ cách số nhiều. À, đốt là để thất động từ ngôi thứ 3 số nhiều. Lửa là đối cách số ít. Những vị tu sĩ mú ni hoặc là mú ná vô a-gin gia len tí hoặc là gia lá danh tí. Dạ đúng rồi, sao đúng. Dạ. Mú ni hoặc là mú ná vô a-gin gia len tí hoặc là gia lá danh tí. Đây là câu thứ 8 xong rồi. Dạ. Bây giờ có câu số 9. Câu số 9 là người gia chủ nhận hoàng ngọc từ nhà lãnh đạo.
Dạ, bây giờ mời chị Diệu Vân ạ. Dạ. Những gia chủ nhận họ Ngọc từ nhà lãnh đạo. Người gia chủ nhận họ Ngọc từ nhà lãnh đạo. Dạ. Gahapati là người gia chủ, là chủ cách số ít rồi. Nhận họ Ngọc từ nhà lãnh Adipatina Manin Labanti. Dạ, yeah, ok. Thì ở đây là người gia chủ, cho nên là ngôi thứ ba số ít, cho nên mình là Lapati, tức là ngôi thứ ba số ít. Lapati, dạ. Adipati na manin Lapati. Dạ. Rồi, ok. Dạ, cái Adipati na mình có thể là Adipa. Dạ, đúng rồi, nó có thể là một trong ba dạng. Adi Pa tim ha hoặc là Adipatis ma. Dạ, một trong ba thể. Yeah. Rồi bây giờ ok, sao đúng. Dạ, bây giờ câu thứ 10. Những con khỉ trên cây đánh con báo. Dạ, mời chị Minh Tâm ạ. Dạ thầy. Ok. Rukhani Anara Dipim Baharanti. Yeah. Ok, sao đúng. Nhìn biết cái con khỉ mình là có hai từ, đó là Warana hoặc là Kapi. Mình chọn hai từ nào cũng được. Ví dụ như mình dùng từ cấp phí thì nó là những con khỉ, nó sẽ là cá pa yo. Đúng. Yeah. Rồi, dạ. Yeah. Thì cây nó sẽ là rút. Ok. Là rút cát miên, rút thầm tí. Rồi, con báo nó sẽ là đi pi. Và ở đây nó là cho nối ít, nó là đi pen. Đánh nó là pa ha răng tí. Nhiều. Cho nên là Kapayo, Rukhe, Rukhe, Rukhasmin, Rukhe, Hi, Di, Phe, Atatati. Dạ, xin cảm ơn thầy ạ. Dạ, sao đứa. Dạ, dạ, thưa thầy, cái chữ Rukhe không phải là đứng đầu, đứng ở trước cái chữ mà Kapayo. Dạ, cái này, nó sao cũng được. Nếu như mình đặt ở trên phía trước thì nó là con khỉ đó, nó ở trên cây. Hoặc là... hoặc là mà nhưng thật sự ở đây á là cái từ Rukhe này á là nó có liên quan tới cái động từ Paharanti, tức là cái hành động đánh này được thực hiện ở trên cái cây. Vì thường thường có những cái cách này nó đều liên quan tới động từ hết. Cái động từ này là do ai làm? Nó do những con khỉ làm. Nó làm đối với ai? Nó làm đối với con báo. Nó làm ở đâu? Nó làm ở trên cây. Okay. Yeah. Dạ, mình nên hiểu là như vậy. Thầy giải thích lại là mấy cái từ này nó theo thứ tự như thế nào ạ? Tự trò đặt cái câu này nó cũng giống như chị Thư, là cái cây nó đứng ở đầu câu, rồi đến con khỉ, rồi mới đến con báo, rồi mới đến động từ. Dạ, thì theo như ông nói ban đầu rồi đó, tức là cái trật tự của những từ trong Pali nó không có quan trọng, mà nhưng ví dụ như mình muốn thì ok, để như vậy thì bởi vì cái này nếu như mình nói như vậy thì nên những cái từ mà liên quan đến động từ thì những cái từ nó đều liên quan tới động từ hết, bởi vì như ông nói đó, cái động từ này do ai làm, nó lại là nó do những con khỉ làm, cho nên cái này nó trầm vào chủ thể, nó làm đối với ai, tác động lên ai, tác động lên con báo, thì nên con báo nằm ở đối cách, rồi nó đặt ở đâu, được thực hiện ở đâu, xuất xứ nó cái nơi chốn ở đâu,
thì nó làm trên cái cây, cho nên nó là gốc kề. Dạ, thì nó là như vậy, nó liên quan tới động vậy. Bởi vì khi ví dụ mình đặt nó phía trước này cũng được, không có sai gì hết, nhưng mình phải hiểu nó là nó có liên quan tới cái động từ này. Thật sự nó không có liên quan tới con khỉ, và nó cũng không có liên quan tới con những con khỉ và con báo, và nó đang liên quan tới cái động từ này. Nó cái hoạt động động từ này được thực hiện ở đâu? Thưa thầy, đa số những câu là cái chủ cách nó đứng đầu câu, nhưng mà cái trường hợp mà có chữ có thì cái chủ cách nó đứng gần với động từ của Hoa Văn Tý phải không thầy? Dạ. Cái nhận định như vậy là đúng. Dạ, nó thường thường nó là như vậy. Dạ. Với lại nếu mà nếu là sở thuộc cách thì cái chủ cách nó lại đứng sau cái sở thuộc cách. Dạ, cái sở thuộc cách đó, mình không có nhớ, mình nói một lần rồi. Cái sở thuộc cách đó nó không có liên quan tới động từ. Cái sở thuộc cách đó thì mình phải đặt gần cái từ nào mà nó dính tới cái sở thuộc cách. Chẳng hạn như ở trên này mình nói là đâu rồi? Con trai, những con trai. Dạ, hoặc là cái câu này, một đống lúa thì một đống gì, một đống những cái hột lâu hột lúa, cho nên mình phải đặt nó gần với nhau. Cho nên mình phải hiểu như vậy, mình phải đặt như vậy. Cũng như vậy, đâu rồi, câu này nữa. Cây câu đó thưa thầy, những con trai của bác công nhân. Đúng rồi, đây. Dạ, nó cũng liên quan tới đây luôn. Vì nó, dạ, những người con trai của ai, cho nên nó phải đặt gần vào để cho mình biết được. Thì chỉ có cái sở thuật đó, là mình phải đặt theo thứ tự như vậy, để cho nó khỏi hiểu lầm. Dạ. Ok, dạ, bây giờ thôi mình tạm dừng ở đây ạ. Có gì rồi bữa sau mình sẽ tiếp tục. Dạ, bữa sau thì mình sẽ học qua động từ tập thứ ạ. Dạ, cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn thầy. Chúc thầy được mạnh khỏe.